học sinh thân mến, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Mỹ Hạnh, hiện đang công tác tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay trong chương trình học trực tuyến, cô và các con sẽ vẽ chậu hoa để bàn nhé. Và các con sẽ chuẩn bị gồm những đồ dùng rất là quen thuộc, đó là màu chì gơm và giấy vẽ. Hôm nay cô và con sẽ vẽ chậu hoa để bàn ha. Thì một chậu hoa để bàn có thể chúng ta để trên mặt bàn gần cửa sổ ha. Chúng ta sẽ canh không gian ở phía xung quanh. Rồi mình sẽ vẽ chậu hoa ở vị trí ở giữa bức tranh như thế này nha ha. Chứ đừng có vẽ lịch qua một bên, nó cũng sẽ không đẹp. Tại chúng ta vẽ bức này là vẽ chậu hoa đó, vị trí ở giữa ha. Ở đây thì vần hoa từng này ha. Đó, giờ cô sẽ đánh dấu nè. Phần chậu hoa, ở đây là phần hoa nè. Đó, phần chậu hoa ở vị trí như thế này ha. Chậu hoa, phần hoa, độ rộng của hoa có thể tới đây. Đó, chấm sẵn. Rồi, ở đây vẽ vài chậu hoa thì chúng ta sẽ đơn giản dùng những cái đường nét ngang, nét xuyên và có xíu phần cong thôi ha. Chúng ta sẽ vẽ. Ở đây chúng ta sẽ vẽ xong cái bài chậu hoa để trên bàn gần cái cửa sổ như thế này ha. Thì những cái khung cảnh xung quanh chúng ta sẽ làm chọn những cái màu nhạt thôi để nổi bật cái chậu hoa của mình lên. Đây là cái nền nhà nè, cái tường nhà của mình thì chúng ta thường có vẻ như là tường trắng, có bạn là tường màu kem, màu vàng hoặc màu xanh nước biển, mình cũng chọn màu nhạt thôi ha. Còn đây là tấm khăn trải bàn. Khi eco caro thế này chúng ta sẽ chọn nhiều màu khác nhau, hoặc chúng ta có thể là cách ô xen kẽ như là ô trắng đen, hoặc là màu hồng, màu vàng hay hồng xanh gì đó, hay là một màu hồng hoặc là màu vàng hoặc là màu xanh lá cây, màu vàng xen kẽ xanh lá cây màu vàng ha. Rồi chậu hoa này thường cái chậu người ta sẽ sử dụng là một chậu đất nè. Hoặc là có bạn thì có thể là sơn màu lên, bữa nay chậu hoa cũng rất là nhiều màu sắc ha. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tô màu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bài học vẽ chậu hoa của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Chúc các em thành công và hẹn gặp lại các em trong chương trình học trực tuyến tiếp theo nhé. Tạm biệt các em.